Rồi chào bà cố nha. Trời ơi, lâu lắm bà cố lên thêm mấy cháu hả? Khỏe chứ? Dạ. Lên rồi nào bà cố? 5 giờ hả? À, ông cố chở bà cố lên thăm mấy cháu với thăm con trai với con dâu nha các bạn. Dạo này khỏe không bà cố? Khỏe, cảm ơn cháu nha. Ở dưới làm gì bà cố? Vẫn mấy bữa nay mưa quá nên nghỉ bán. À, nghỉ bán hả? À. Chào mọi người nha. Chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Bà cố mới lên bé Hà nó cho bà cố đổ bánh xèo liền trời. Dạ. Không biết sự tình lý do gì chứ. Không biết cái lý do lý trấu gì hết hả? Chào chú Hàng, chào cả bà chú ngoài nước nha. Ok, chào bé Hà nha. Khách ở trong được nha. Hello. Hello. Trời ơi, mày duyên nữa kìa. Trời ơi, ghê quá. Bé Hà nó về, bé Hà với Tâm Anh rồi nó về dưới nó bào bà cố quá trời bên đây bà lên bà cố lên bào lại nó bà cố ơi. Bé Hà. Con chuẩn bị cái gì để đãi cho bà cố hay là bà cố lại hành lý mang từ dưới lên nữa? Bà cố. Ăn nữa. Ủa, vậy ở đây đãi gì? Bánh xèo nhí đãi gì? Đãi bánh xèo hả? Giờ thằng bán tôi tính sao hả? Ê, bà cố lên, bà đem lên một cái chảo mới nha, cái chảo mới này. Mới đâu? Chảo cũ á. Ủa vậy hả? Ủa? Thấy nó khác mấy cái chảo kia ta. Dạ. Bất ngờ. Chắc là bà cố nghe cô hàng gì à, bà cố lên thêm cô hàng này. Cô Nguyễn Phương Hằng. Đây. Bà cố hát ca cổ hay lắm nha các bạn. Trâm Anh đã lên kế hoạch để solo với bà cố hát ca cổ chưa? Hả? Sao mình ngồi nhìn mà trầm tư mà nhìn thấy đêm chiều chứ ạ? Lý do mệt? Học nhiều quá mệt hả? Hay là cô đánh mệt? Nghi lắm, cô này ly lắm. Bữa nó về quê xong mà nó lên nó cỡ gì đâu mà nó bà cố nó bà cố cho ăn gà rồi ăn gì chè rồi tùm lum hết. Thích ăn gì làm đấy. Bé Hà nó nói là bà cố thích ăn gì nó bao, đặc biệt là bánh xèo là nó bao luôn á. Dạ hả? Cô mấy cái bé hả? 6 cái, 1 cái không là 7 cái. 7 cái hả? Hồi nãy giờ khách được hả bà cô? Dạ. Bà cô chuyên là đỉnh luôn á, bé Hà đứng là chỉ là gối thôi. Ai mặc áo đỏ vậy? À bà hát hả? Không chưa có nha. Hết bột rồi ta, hết bột rồi. Bà có ở dưới quê mà vẫn theo dõi video của bé Hà không? Ngày đêm luôn, ngày nào cũng coi á. Ngày nào cũng coi á. Dạ. Yeah. Lâm Võ Vlog. Ba có nữa. Cái
Trời ơi, da bà gối lên gì hết liên tục ta, hết dầu, hết bột. Cái bốn chục. Hai cái. Bánh xèo nhí ở địa chỉ là 21 Đông Bắc Tân Nhánh Hiệp nha các bạn. Bé Hà nó vừa chuyển chỗ, vẫn ở địa chỉ 21 Đông Bắc Tân Nhánh Hiệp. Bánh xèo giá bình dân 35k một cái. Rau rừng các loại, nước mắm chấm bé Hà. Bà nội của bé Hà làm ngon lắm các bạn ơi. Sao bà gối lên thấy vui không? Phỏng vấn chút xíu coi. Có cho phỏng vấn không? Mở mắt ra phỏng vấn còn không à, đem vô khác. Ừ. Có cho phỏng vấn không? Thôi đi. Hả? Sao bà cố lên vui không? Vui. Nhưng mà bà cố lên là bà cố đem theo cái gì cho mấy đứa? Gà kho rau răm. Cái món là hình như cái món truyền thống của nhà con không? Gà kho rau răm, có gì nữa? Rồi. Mà con bữa nay con có biết đọc thông tin gì mới không? Biết không? Con biết cô Nguyễn Phương Hằng không? Nguyễn Phương Hằng hả? Nguyễn Phương Hằng. Nguyễn. Cô Hằng ở Đại Nam á, con biết không? À dạ thôi được. Biết, không. Biết mà. Biết cái gì? Biết sao? Biết. Này cô hốt lắm. Này hốt lắm. Ý là con biết cổ là bên đây cổ sau thời gian là có đi công tác xong bây giờ là có về nè. Cô sẽ làm các công tác thiện nguyện của vua hay giỏi lắm, của nó hay lắm. Của họ hỗ trợ giúp đỡ mọi người, đặc biệt là năm đợt dịch vừa rồi á, hỗ trợ quá trời đất luôn. Và hiện tại là rất nhiều anh bạn, rất nhiều cô chú chờ của cô Hằng về như một luồng gió mới. Quá đẹp luôn. Bé Hằng, bé à. Biết tên gì chưa? Biết rồi. Tên gì? Nguyễn Phương Hằng về đúng không? Hay dữ trời. Sao ngày này đi học mà biết hay vậy? Dạ. Sao biết? Tôi không có bỏ tập nhật từng ngày chứ mà. Ghê hả? À? Nhưng mà con biết gì vậy cô Hằng? Dạ. Cô biết của Hằng chia tiền để ủng hộ bà dân nghèo ở miền Bắc miền Trung đúng không? Ờ, rồi gì nữa? Cái gì con quên rồi. Con quên hả? À như đó hả? Ok. Mà cái tuổi của ông bé Hà hình như cái đợt ấy không được, không quan tâm lắm, nhưng mà cô chú ông bà lớn tuổi á coi cô Hằng riết ghiền. Cô Hằng có gì rồi đó bà gốc? Cô Hằng có gì hả? Bà Nguyễn Phương Hằng á, cô biết bà Nguyễn Phương Hằng không? Biết không? Quá nổi tiếng hồi xưa phải không? À về rồi. Dạ, bữa lại chút lễ mà. Dạ. Mới giờ sáng á các bạn. Bây giờ là 7 giờ tối nha mọi người ơi. Đó. Rồi, đầy xô rồi. Cái xô ở dưới là xô nhỏ nha các bạn, xô trên là xô lớn á quý vị. Bà có là hình như bà đổ lửa lớn hả bà cố? Bà có thích đổ lửa lớn hả? Lửa lớn là cho thiệt bắt bén hả? À. Chứ con bé Hà mà nó đổ lửa lớn là nó thua á. Có sự cố liền á. Đây có ba cái chiên chả giò phải hả? Con
Đây các bạn có anh cái gì nhảy giỏ. Họ gì ở là cái mưa mà bé à? Ở đây áp thấp bão nó số 4 nó vô mà nó hiện tại thì nó suy yếu thành áp thấp rồi nha các bạn. Mà không biết là tình hình gây thiệt hại đến mức nào. Đúng rồi. Để cho nó à vậy là chiều giờ nó chưa chiên hả? Kiểu này phải cho nó vô chiên mới được. Kiệt đỡ chưa? Kiệt kiệt đỡ chưa mấy hàng? Đáp hàng lịch nó chậm chờ là sao đó? Ra cùi luôn hả? Ra cùi nó mới nhẹ chứ không ra cùi. Cái đó mà cứ đỡ để lình xình là nó nhức đau. Thank you bé Hà nha. IT hả? Trà đá. IT. Hết tôm rồi bé Hà ơi. Hết tôm rồi. Nên trời không có mưa gió gì hết, lên đèn rồi sáng trưng luôn. Sáng trưng luôn á. Dạ. Nói chung là bão số 4 nó yếu thành áp thấp chỉ đấy rồi, nó đang gây mưa thôi. Dạ. Không biết. Gì? Gì? À. Dạ, nhờ bà cố lên đó nha. À, cái dí bà cố được, ok nè bé Hà. Tối nay bây giờ hiện tại là mình đang quay là lúc 7 giờ tối thứ năm nha các bạn. Nhanh ghê, đảo qua đảo lại hết tuần liền. Chương trình phát bánh xèo chay vẫn thực hiện hàng tháng nha các bạn. Mọi người muốn đồng hành thì cứ gọi vào số 0938 728 828. Trong tháng 9 rằm tới đây là đổ bánh xèo chay nhưng mà đi phát ở chỗ khác, không có phát ở đây nha mọi người. Bà cố làm cái món gà kho rau răm ngon lắm hả? Tụi nó khen quá trời bà cố. Khoái không đó hả? Có chuyện khoản. Chứ không phải giống như ở dưới ngoài kia có cái quán gì mà mùa lũ lụt á, vô ăn mà 70 ngàn phần cơm mà người ta không có biết cơm gì cũng biết nữa, nhưng mà xong rồi là không nhận chuyển khoản. Xong bị người ta tẩy chay quá trời luôn kìa. Ừ,
Tôi hỏi là bây giờ thời buổi gì giờ buôn kinh doanh mà không có chuyển khoản kìa. Gì cơ ông xem chưa? Đang hot luôn á. Có mấy bạn không có cái tiền mặt á, không có tiền mặt á thì ra chuyển khoản chứ. Tôm lên. Khách vào, khách vào. Cho bà có lên hết, hết liên tục rồi, giá hết rồi, tôm hết rồi, dầu hết rồi. Mua về hay ăn đây chị? Mấy cái? Cho hai cái. Hai cái về cho cô. Chờ tiếng anh chị. Đang đổ, nắm hỏi gì thổi gì ăn luôn. Ở dưới, dưới ngắn nay lên ăn phở hả? Ở Sài Gòn ăn phở, ăn bún bò, ăn hủ tiếu. Món gì cũng có. Thêm bánh xèo thì tới bánh xèo nhé nha. Hôm mốt Đông Bắc nha mọi người ơi.
Dạ chào bà nội. Ở dưới có mưa gió vậy mà có mưa đi đánh mưa dầm à? Mưa dầm hả? Nhưng mà mấy hôm nay có mưa không? Bữa nay không có à. À. Mới nắng ngon nè. Dạ. Mấy bữa nữa mưa quá. Cái này nó cũng ảnh hưởng ha. Ba năm ngày em. Ba cái luôn. Ba cái cho bà luôn. Bà đây, cô đây là mẹ của cô đó. Ừ. Ông kia là rể của bà. Bà cố á, kêu mày cố mà. Bà có trẻ quá à, mọi người nói à, bà có sao Hà Nội trẻ quá do bà có à, yêu sớm cho nên là có à, sớm. Còn sớm dạ. Rồi ba gái cho cô xong. Ở trong sao tình hình ở trong sao bé Hà? Dạ. Trong anh với bé Hà đó bánh xèo đẹp như bà có không? Bà có hồi xưa là có thương hiệu bánh xèo cô Liên nha các bạn. Ở đó chị bốn chảo mình á. Một mình chưa bốn chảo không? Dạ. 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 Chợ dừa cầu dừa gì á mà. Số mới chỗ đường Phạm Văn Chiêu á. Nhưng mà hồi đó là bán nhiêu cái? Mới đầu ra có 3.500 cái, 4.000, 5.000, biết là 2.000, 2.500 cái nghỉ đó. Dạ. Yeah. Bán đâu được con gì đâu. À. Đi chút rồi. Bán không được con đây đâu. Rau rẻ gì mà không đắt lắm. Hồi đó giá cả nó thấp ha. Rau đồ ráng rồi nó hấp, bây giờ sao lạm phát bây giờ giá lên quá trời luôn. Dạ. Ở khu Hóc Môn của chơi gì nè. Trồng rau cái vựa rau trên đó mà. Dạ đúng rồi, đô thị hóa. Bà nội đang chiên hả? Rồi bà cố vô chiên là đổ mồ hôi quá. Dạ. Dạ là con bé Hà chưa đổ bánh xèo. Rồi. Bà cố lên chơi mấy bữa. Không biết ông ở nào về nấy.
Còn là phụ thuộc vào ổng ha. Ông cố này, này được 7 chưa? 70 chưa? Ông cô cũng mới sáu mấy vậy à? Dạ. Sáu mấy vậy? Dạ. Ông là sáu bảy, cô sáu sáu à? Ồ, mà sáu mấy mà đi xe đi hơn 100 cây là cũng giỏi á. Không đi được. Hơn 100 cây chứ, từ Tiền Giang lên đây hơn 100 cây các bạn. Xe cộ giờ gì người ta đi quá trời đất luôn. Cô có hai gái à? Cô có hai gái ngoài này. Bà có nữa là bà coi video và thấy mấy đứa chuyên tội nghiệp quá à. Quyết định bà lên bà chuyên cho mấy đứa. Mà nay tụi nó đi học rồi. Có gì mà chuyên. Trong giờ có khoảng hơn 10 khách nha các bạn. Mọi người mua đi về nhiều quá. Trâm Anh đây bị cô quánh hay sao mặt buồn thiêu ta? Các bạn cố lên sao buồn vậy ta? Đã vui lắm á. Đấy vui lắm hả? Có đã vất vả vì tụi con. Dạ tụi con phải làm sao cho bà có đỡ vất vả nha. Dạ. Cào cũng cào sáng làm đồ chua làm nước mắm á bà con. Dạ. Biết số phận hả? Hương đất thân sao thận lặn đặn hả? Thường thường mấy đứa nhỏ nhỏ mà nó ngủ đang ngủ ngon mà mình kêu nó dậy nó mì nhiều lắm á. Nhiều nước miếng rồi. Giờ anh ăn bánh xèo hoài á. Ăn bánh xèo ớ hoài lớn. Lâu lâu về ta thấy lớn nha. Tụi nhỏ mấy đứa giờ nó tuổi ăn tuổi lớn mà. Cứ khoảng nửa năm về là thấy khác rồi. Học lại chiếc lên cho bạn học lại á. Dạ.
Trời ơi. Bé Hà tâm lý ghê không? Rác đúng rồi. Cái cây á. Dạ. Rằm hàng tháng là cái bánh xèo chay nha. Các ăn ra bánh xèo chay ra nhận không thẻ nha mọi người ơi. Đá. Hôm nay ông nội có chạy xe không hay chở gì dưới mà gần mà. Bé Hà, tôm này tôm gì này lên màu đẹp vậy? Tôm sú hay tôm gì có hai? Bắt đầu quán bánh xèo 3 thứ hợ nha các bạn. 4 thứ hợ. Ai nữa năm? Chú con rồi nhưng mà phải tính 4 thứ hợ thôi. Tính chứ? Dạ, tính 100 anh hả? Hay là tính? Nó là kiểu như người ngoài đúng không? Cũng là nhìn thấy là đâu thì kiếm ông nội nó đâu trên Đắk Lắk rồi Cần Thơ gì dưới mà. Bánh xèo. Rồi nói hồi nó khắp tại chỗ luôn á. Cần Thơ xong đi về Hà Nội đi Bình Phước thì tùm lum á. Tuổi thân hả? Đâm anh là nó giận à. Hết dao. Đâm anh có bà cố lên đi ngủ hả? Ôi. Thấy. Hết dầu nha.
gì bánh xèo trứng hả? Cái hà đó là gì bà cố đừng nói là cái hà đó là gà gà nãy bà nói bà cố nói là gà gì gà bốn ngọt chè chè gì chè gì bà ba. Hello chào ghen xe chạy luôn chè bà ba không chè đậu đen chè trôi nước chè bà ba. Đúng thì con ấy phở ra. Thôi phở rồi nha. Chè chuối. Đậu trắng. Đậu trắng. Ơi, chú đang quay. Chú đang quay, chút nữa đi. Dạ. Dạ dạ được rồi, cảm ơn. Bà cố nấu hả? Bà nội đang nấu. À dạ. Bà nội nấu chè nhiều loại nha các bạn. Hình như đợt trước hình như có người đặt chè bà ba rồi bà nội nói mà. Hay á. Dạ. Tôi nấu ra nó bán. Dạ bà cố nấu cho bà nội bán hả? Ờ hồi trưa đó. Ở giá đó. Dạ. Nhưng mà nấu ở quê hả? Ở đây nè. Ở đây luôn hả? Bán chè. À. Chè đủ nước chè. Chè nè. Nó trộn bánh chuối rồi. À rồi. Chuối chân. Đủ nước chè trời da dạ bà cối bà nội giỏi quá trời luôn nấu đủ loại chè đâu bán luôn à chú bui con đã đặt lấy chè cái quen luôn ha à, cứu không phải chú bui nha mấy đứa này đặt cái tên kia phải không phải nha trời ơi da bán đá mà sắp tiền 500 không trời ghê thiệt bán đá là đại gia nha các bạn đại gia đá Sài Gòn đầu tư một cái nhà máy mà đá năm ô tao được coi mặt coi giờ coi chào đi hàng chào cả mợ chú ồ nó sức giờ nó thoải mái đúng không nó xẹp ra thoải mái mặt liền không sáng mới nặng hả nặng đau không mới nặng hồi sáng nhưng mà lúc nặng đau không đau không hả chắc chắn là đau rồi cũng muốn chết luôn nào nặng mà khi mà nó ra cái cầu á đó nguyên cái cầu ở trong tầng ui dồ đừng nói trời chú Hà nó bắn bánh xèo mà chú Hà nó không bỏ ăn bánh xèo luôn á cảm giác rất là vô mối luôn á kiểu ê giờ đầu tư một cái nhà máy đá ở quê năm tấn khoảng bao nhiêu tiền ạ sao đầu tư năm tấn nữa bao nhiêu đá bì á. Ủa vậy hả? Phải đứa nhỏ mấy đứa em nó đầu tư mất cái tỷ bạc luôn á. Bao nhiêu tấn á? Tức là một ngày á. Ủa vậy hả? 5 tấn trong 24 giờ mà không? Nó bây giờ nó lẹ lắm, chừng là có máy nào thì nó có 40 phút, còn máy sau thì có chừng nửa tiếng nữa. Ủa vậy hả? Không rành, tụi nó... Nếu mà nó về máy đó, nó tầm 3-40 lắm. Mình chạy một lần, mình ra chứ mình chạy cái kia, mình chạy suốt luôn rồi. Giờ có điểm là sao lỡ. À. Giờ có điểm là chứ. Không, chắc ở quê nó ít hơn, nó không có nhiều như thế này. Nhưng mà làm cả là không có lỡ. Ủa vậy hả? Rồi, tiêu rồi. Dạ. Hả? Làm ông nghe
Ở Quy Nhơn, Bình Định á. Điện chạy dữ lắm không? Điện nó điện không sao mà. Đúng rồi. Tụi nó nhập cái máy ở đâu ở trong đây nè, về quẩy nè. Rồi nó mới làm mà nó gì, nó làm cả cái gì máy làm cái khăn lạnh nữa tùm lum hết à, không biết là. Một lần là cũng bao nhiêu phút chứ? Rồi, rồi rồi nghe nói đầu tư thêm cái máy đỡ đông nữa. Vậy là đỡ tham mưu lại tụi nó chứ không được rồi. Nó mua máy luôn rồi. Được coi thử tụi này nó làm ăn sao nha. Rồi cảm ơn nha. Bà thấy tụi nó làm hoành tráng lắm mà không biết sao nó không nghiên cứu cái này ta. Chưa đành. Đầu tư quá là tiền mà cái này còn gom bạc từ từ nè. Gom bạc cắt luôn hay chứ nữa. Dạ. Ok. Không có ra cái này có đó. Có và có nhìn cái nét có phù thê không? Có nét phù thê. Không giống nhau. Bây giờ là 7 rưỡi ô trời ơi. Lâm đi 2-3 bữa mới ghé. Dạ. Dạ, đi xa quá. Nó đi đi làm cái đường là từ dưới lên nó làm. Dạ, con Lâm quay ở trung thu á, đông quá. Dạ. Quay quay mà học sinh đó. À học sinh đó hả? Ờ đó con đó. Dạ dạ. Thấy chứ qua chứ đang quay á. Dạ dạ. Hỏi học trường nào hết á. Tụi nó ở dưới Bình Dương á, cái trường ở dưới Bình Dương á. Ghê. Bữa đông quá em. Dạ. Bữa đông quá Bình Dương quay ra đây. Con này làm gần đó mà. Con à, dạ. 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 Xong rồi ra con mới về mà. Dạ, thấy người ta mua nhiều. À, cá nó uống
Bé à, Yến Trâm Anh chuẩn bị cho bà gối. Bà gối mới lên mà bắt bà đổ cố đổ xèo cho bà anh uống gì đó hả? Bà cố không biết luôn hay sao? Cố không biết luôn. Cố nói cho bà cố vô nghỉ ngơi xíu đây. Bà cố mà nói là vô đổi cho chú Hà quay có view rồi. Bạn giờ còn có 4 cái bánh xèo rồi. Có vậy sao coi nhanh ghê ha, đã qua đó lại hết tuần nữa rồi mà thứ sáu thứ bảy nghỉ rồi bảy hết hết tuần nữa rồi thiệt là nhanh đấy mà. Cao thủ đổ bánh xèo xuất hiện. Bất ngờ bà cố xuất hiện, bánh xèo nhí đông khách trở lại. Rồi. Rồi rồi, Dương Bé Hà nó đổi cái bánh xèo này. Nó dớt lên nó tróc rồi các bạn, cái này nó tróc lên luôn nè. Nhắc lại mọi người là bánh xèo dí vẫn ở địa chỉ 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp quận 12 nha mọi người. Bà cố đây nè. Bà cố kênh chú Việt đang ở đó. Bà cố cập chặt hay thiệt. Bà cố là mới ở dưới quê rồi lên đi qua Tổng Mỹ luôn rồi. Anh Pháp luôn rồi. Đó. Thì lên đó là khán giả và cô chú từ Mỹ, Pháp, Úc. Đó, vậy đó. Đó, vậy đó, đúng rồi. Có y bài. Ba cô chú cho bình luận là bé Hà đổ với bánh xèo với xoài với bà cố như thế nào. Chắc là không lại bà cố rồi. Bà cố rồi bà đổ tốc độ nhanh với lại thứ hai là lửa lớn là bà cố bà xử lý nhanh nè các bạn. Bé Hà lửa lớn còn đâu xử lý được hả? Cười. Rất thật rồi đó. Bà cố ở quê mà là theo dõi YouTube theo dõi mấy hài thường xuyên nha các bạn. Bây giờ vẫn đang xem kìa. Dạ. À, sáng mai mới có.
Bây giờ là 7 giờ 8 giờ kém 20 nha các bạn. Tối thứ bên đây là tối thứ 5 giờ 10. Cao thủ Đỗ Văn Sơn xuất hiện. Kiệt. Không mà cổ bà Đỗ Lệ. Sao? Xe vẫn đẹp chứ đâu có thua ai đâu, đâu có thua quá. Phải khen nó để nó đổ bánh xèo cho quay chứ. Nó đổ cố tình đổ bánh xèo cháy rồi chết luôn. Lại hết tôm. Thì cái día của bà cố hay quá. À bà cố dạng này đổ hai chảo để bánh giòn nha các bạn. Ờ chứ bà có nó mới nói gì? Đó là đổ hai chảo thôi. Đó. Đổ ba chảo lưỡi nhiều mà nó khét. Hả? Đổ ba chảo lưỡi nhiều mà nó khét. À. Đổ ba chảo lưỡi nhiều là nó bị khét. Nói chung là cái skill của con chưa đủ để đổ mà ba chảo nó liên tục lửa lớn nha các bạn. Nó chưa có level đó. Chưa đạt đến level đó. Muốn đạt đến level đó thì sao? Phải làm thường xuyên. Phải cố gắng hơn. Cố gắng hơn là bánh xèo nó cháy thường xuyên là sẽ lên đô thôi. Ví dụ như là lúc đầu một ngày cháy 3 cái, lần sau cháy 2 cái, cuối cùng là cháy 1 cái hết cháy là được. Hoặc là số điện thoại để mọi người có thể liên hệ là bánh xèo chay á cho ông bà cô chú là 0938728828 nha các bạn. Bánh xèo nhí của chúng ta là vẫn ở địa chỉ 21 đồng bánh Tân Giới Thiệp quận 12 nha mọi người ơi. Giờ bán là hôm nay là bây giờ hình như là 12 giờ 1 giờ đã ra bán rồi phải hả? Bán sớm nha các bạn. Cho chú thêm cái nữa.
hết rồi nghỉ, hết show đây mới nghỉ chưa. Rồi có ra lệnh rồi đó, hết show đây nghỉ. À, hết cái show này chắc cũng 9 giờ tối các bạn, chờ không hết đi chứ. Dạ. Bao nhiêu này là bao nhiêu bánh mà bà cô? 50 cái hả? Show này show nhỏ mà. Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Gần tới giờ đi học á. Gần tới giờ vô học bài. Tới giờ học bài mà. Bà cố mới về, bà nội mới về vậy. Giao lại cho bà cố. Vô bài. Ấy. Chú kia đảo. Hôm hả? Học bài tới 11 giờ hay là sao? Không có relax hả? Không có Free Fire hả? Đúng hàng cái này sao á? Họ học chứ học không chơi gì chơi. Mấy đứa họp nhóm á. Bé Hà nó có cái nhóm học bài nha các bạn. Nó học nhóm đâu qua tự làm. Qua mẹ con nó bận quá là đứa nào học bài gì đó. À vậy hả? Lâu rồi để video call. Video call hả? Một tiếng hồi ở video quay dài các bạn. Hôm nay bất ngờ cố lên bánh xèo, nói chung là cũng bán được nhưng mà bữa nay ảnh hưởng bão á. Bà con ở miền Trung không biết như thế nào. Hả? Chú đang tham khảo tiêu đề chứ tiêu đề bà cố là chú lâu rồi, chú dừng đặt rồi. Vô coi chú phải nghe cái sự tham vấn của con chứ. Đặt đi đời có view vậy hả? Chú còn bốc thuốc hả? Chú bốc thuốc cho hả? Ghê. Rồi hai chảo nha. À cũng ba chảo. Một. Dạ. Không, nó vô rồi, áp thấp rồi, có thể là mưa thôi. Dạ vô rồi. Nó suy giảm rồi, giảm thành áp thấp như đó rồi. Nó vô miền Trung. Dạ. Gì vậy? Miền Trung nước lớn mà. Miền Trung lũ lụt. Ồ cái này cái da của ai? Ở trong hả? Cuộc đời quán đẹp sao nha. Nó giòn đó các bạn. Tự nhiên bây giờ đang thèm xôi gà. Chúng mình đi mua xôi gà. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nào nói nhức mùi đầu hoa. Rồi chết rồi bà cố ơi. Đi mua
tải bà coi. Ủa Trâm Anh vô ngủ chưa hả? Bài về hát. Bài về. Mấy Hà này nó yêu đời giống như con Trâm Anh nào cô Hiền ơi. Đang chiên. Mấy Hà nó dớt đến trời này nên mình kết thúc video các bạn. Xa 8 giờ tối rồi. Lấy bánh cho cô kìa. Bánh da cho cô kìa. Bánh da đó, đúng rồi. Bây giờ mấy Hà nó đổi tiếp các bạn, cho đúng hết 8 giờ thì có lên lửa luôn kìa ta. Đó. Ghê ta. Thử hiện thì có. Không sao đâu, chiều nó mình cố giờ nó con. Cuộc đời quá đẹp sao nha các bạn. Rồi bánh về rồi, nói chung là lấy lên nó đẹp nhưng mà cuối cùng nó bị hơi vàng nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Bà cố lên đồng hành với mấy Hà như bà nội không biết mấy ngày, tùy vào ông cố nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bánh xèo nhí ở địa chỉ 21 Đông Bắc Tân Giáp Hiệp, quận 12. Mọi người các em bánh xèo thì cứ ghé đây, số điện thoại hotline để được đặt bánh xèo hoặc là liên hệ để thực hiện cái chương trình bánh xèo chay. Chú đâu để ý đâu, chú bà nội. Rồi mấy chú mà nhìn xa là chú đâu thấy đâu. Để Hà sao thấy không? Ừ? Thấy không? Thấy. Cho con mày áo đỏ thấy. Rồi cảm ơn các bạn nha. Bye bye mọi người nha.